me like a Hellcat. Hello anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BUC đây, và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mà BUC đến thường và cùng test tướng nào anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ test con Neko này, một vị tướng phải nói là mới ra và mình tin chắc rằng nó rất là hot đối với anh em luôn, đúng không? Đó, anh em có thể thấy là mình đang dễ dàng thằng Lee Sin mình biến về tất cả những hiệu ứng bình thường, những đồ đánh thường, những skin đồ tay mình có mà mình dễ dàng được thì nó đều giống y đúc luôn anh em ơi, không khác gì luôn á. Ui, nó cúp rừng kìa. Đấy, con Neko em mình đang biến thành tàu quýt nè, đó thấy không? Đó, sao nó biết mình là thằng tàu quýt thiệt được anh em? Lộn, thằng tàu quýt dễ, tại vì thằng tàu quýt thiệt nó đang đứng trong nhà rồi. Đó, biến hình tùm lum tùm la luôn. Đây là mình chưa gây sát thương cho nó, hoặc là mình chưa có tung skill, hay là nó chưa gây sát thương cho mình nên mình vẫn còn biến nhanh như vậy được đó anh em. Tí nữa mà mình chỉ cần gây sát thương cho nó hoặc là nó đánh trúng mình làm mất cái biến dạng này của mình là mình sẽ mất tầm 20 giây để có thể biến hình lại lần nữa anh em ơi. Đó, Neko vị tướng mới. Đấy. Nếu mà anh em thích cái video này, anh em đừng quên nhớ để lại một like giúp ủng hộ mình em ơi, cũng như là hãy đăng ký giúp kênh mình nhé. Đó. Có máu. Trò thủng chưa? Và nếu như anh em muốn mình làm video đó, Neko one shot với các bạn Ngọc thu thập linh hồn, thì anh em hãy đừng quên nhớ để lại bình luận ở phía dưới nhé. Và những cái build đồ nào mà anh em nghĩ có thể hợp với Neko á, anh em hãy bình luận để góp ý ở phía dưới để mình xem xét, nếu được thì mình sẽ làm. Đó, đi mid với Yasuo, tí nữa dễ Yasuo đánh nó Yasuo luôn. Lướt cái gì mày? Lướt cái mày. Thốn chứ nè, thì đây là lần thứ 2 đánh Neko anh em ơi. Nên skill nó mình cũng biết rồi. Tại vì mình đánh một lần rồi mà mình cũng xem trên mạng người ta cắt cái bột kiểu anh em, nên này đánh khá là ok, nói chung là không phải quá khó nhưng mà đánh cũng được. Và nếu như anh em muốn mà test thêm Neko những build đồ mới nữa thì anh em đừng quên ui hên đấy, nó không tóc biến là nó chắc luôn anh em, thề anh em luôn á. Đây là ba nè, ở đâu rồi, nó kiểu cân rừng nó kìa. Ui đấy, cái mẹo trên Neko cách để có máu của nó rất là đơn giản anh em à. Mình có thể bày cho anh em một chút là mình khi mà mình lên level 3 á, mình có thể đứng nấp bụi hoặc là mình có thể kiểu như là đứng ở giữa cái đường bích luôn, nhưng mà mình sẽ xài cái W ra hướng ngược lại, còn mình chạy ra hướng ngược lại nha anh em, để kiểu như là nó không biết á, tại vì lúc đó mình đang tàng hình nên nó sẽ không biết được. Đó, xong rồi mình bay lên mình chói nó rồi mình quy nó một phát rồi thốn luôn skill. Ui nó kia từ anh em ơi, từ đá nó không? Không có đá hả? Thôi bỏ rồi Lee Sin ơi. Skill của Neko thì nếu anh em này chưa biết thì mình có thể giải thích cho anh em xíu luôn. Đó chính là chiêu quy. Khi mà mình quăng trúng quái mà quái không chết thì nó sẽ chỉ nổ một lần thôi. Nếu mà quăng vào Blue, Red, Rồng, Baron hoặc là tướng thì nó sẽ nổ đến 3 lần. Và nếu mà quăng quy mà trúng một... quê nó thì... Đầu đi mày. Nè thốn hơn. Solo kill. Ui, lướt cái gì? Mất tốc biến mà hộ báo nè. Cái chiêu quy này anh em, khi mà mình quăng chết được một đơn vị thì nó sẽ nổ lần thứ hai. Và nếu mà nổ lần thứ hai mà tiếp tục chết một đơn vị lính nữa thì nó sẽ nổ tiếp lần thứ ba nha anh em ơi. Nói chung là cái chiêu quy này dọn lính khá là phê lòi. Còn nếu muốn nổ 3 lần thì anh em cứ quăng thẳng vào mặt tướng đó thôi anh em. Quăng thẳng vào tướng thì nó sẽ nổ đúng 3 lần. Đó, biến về. Đó, biến về, xù biến về, thấy chắc chơi không? Đẹp không? Tí nữa kiểu như là mình với tàu quýt chạy ra anh em, xong rồi biến thành tàu quýt rồi tàn hình đầu đen mày bang tàu quýt. Nó mất hồn luôn, không biết nào thiệt nào giả để né anh em à, rất là khó chịu. Và có một mẹo nữa để lừa tình đối phương á anh em à, là nếu mà mình còn ít máu á thì mình hãy biến thành tướng tăng nhiều máu để cho nó tưởng mình là về rồi. Đó, nó sẽ không đánh mình nữa, tại vì tướng tăng mà một đống máu ai mà dám đánh mình. Còn cái mẹo thứ hai á là anh em muốn giết nó thì anh em hãy biến thành tướng ít máu gì nè, thằng Lee Sin nè. Cái thanh tím tím ở trên đầu của Lee Sin á, đây là máu hiện tại của thằng Lee Sin hồi nãy lúc mà chưa biến về anh em. Đó, thì nó đang nhìn mình với cái hiện máu, với cái lượng máu là chỉ có một chút xíu thôi nha anh em ơi, chứ không phải là đầy cây như anh em đang thấy đâu.
đó, mình xài skill rồi nó mới hiện ra lại thì nó sẽ thấy đầy cây. Mà lúc nãy á thì thấy mình là một chút xíu máu thôi anh em ơi. Đó là một cái mẹo khi mà anh em đánh để muốn giết nó, lừa tình đối phương đó. Thì đây là mình chỉ cho những ai chưa biết thôi, còn ai biết rồi thì xin đừng ném gạch đá. Và cái nội tại rất hay mà nó không ghi ở trên skill đó chính là W anh em. Khi mà mình đánh thường hai lần thì nó sẽ đòn đánh thường thứ ba, nó sẽ kiểu như là dúng cái tia sét giật sét của Victor Chiwi anh em, nó sẽ đánh gây đòn sát thương phép anh em, rất là mạnh luôn. Biến giờ mình sẽ biến thành thằng Lee Sin, kiểu như là rừng găng anh em, hù dọa rừng găng nè. Đó mày chạy đâu giết nó anh em ơi. Đó, nổ bay làm chết luôn ấy không, ghê chưa. Anh em biết tại sao mình lại biến thành mình lại biến thành thằng Lee Sin đó anh em, tại vì nó tưởng là mình sẽ đá quy hay là mình sẽ làm gì đó, nó sẽ không biết skill của Nako này nên nó sẽ không né được anh em. Giết luôn anh em ơi, bắn chủ giết luôn nè. Nice, ui pha găng thành công ngọt nước luôn. Và anh em đừng anh em đừng quên nha, mình nhắc cho anh em cái này nữa, nếu mà anh em chưa biết thì từ anh em đợi giết thằng Yasuo đã anh em ơi. Thằng này mình xúc được mày khô máu với cái chủ của tao không mày. Wow, mạnh dữ dằn, holy shit, mạnh dữ ta. Và anh em đừng quên đó là khi mà mình biến hình thành một tướng nào anh em thì nó sẽ cho mình cái lượng đem gột, lượng tốc đánh cơ bản cũng như là lượng tốc độ chạy cơ bản của tướng đó nha anh em ơi. Nên anh em có thể kiểu như là biến hình thành con khác, hay là từ trong nhà chạy ra lane đó anh em có thể biến hình thành con khác có tốc độ chạy cao nhất mà anh em có thể biến được. Đó, và nó sẽ chạy nhanh hơn. Nên mình sẽ biến cho anh em thấy tốc độ chạy của bình thường là 365 đúng không? Tờ mua đồ anh em ơi. Mình chơi một hai lần đó anh em nên để ý. Thì anh em là chưa biết thì mình chỉ anh em luôn, còn anh em là biết rồi thì thôi vậy. Đó, 370 đúng không? Tốc độ chạy bình thường của mình là 365 rồi, biến thành Yasuo hoặc là Lee Sin là 370 rồi, nó tăng cho mình 5 tốc độ chạy, biến thành Kame có 360 thôi anh em ơi. Đó. Nên anh trong team anh em có thằng nào mà tốc độ chạy cao nhất á, anh em đã biến thành nó, tại chạy ra đây một cách phải nói là hơi lòi nhất. Và lúc mà bơi trụ cũng vậy anh em, bơi trụ thì Neko á có đánh thường thì khá là chậm, nên anh em hãy biến thành một con tướng nào mà có tốc độ đánh cơ bản cao nhất ở trong team mình để anh em biến nha. Còn nó chết rồi. Đây là những cái mẹo mà mình vừa mới tìm ra được khi mà chơi thôi anh em. Thì chia sẻ anh em thôi. Nếu anh em thấy bổ ích thì anh em mới đừng quên nhớ để lại một like ủng hộ anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hãy đăng ký để giúp kênh mình lên sub nhé. Nít luôn chuột ơi. Thằng dám bé thằng Yasuo này. Đậu đen, ui tóc biến à. Mày Bắn luôn. Này nó kìa, ủa thêm một cái chuối nữa. Trời ơi, nổ bao thốn luôn. Wow. Hello Yasuo, hello. Giết con chuột ơi, hay quá vậy. Wow, kinh nha. Cái đồ mà mình nghĩ là có cũng được mà không có cũng được với con Zoe, với con Neko này anh em, là chính là cái song kiếm tay ương. Tại vì cái nội tại cái W của nó khi mà đòn đánh thứ ba anh em đánh nó gây thêm sát thương phép rất là mạnh luôn. Nếu mà anh em thích kiểu như là one shot á là anh em có thể lên song kiếm nha. Rất là mạnh luôn. Thì nếu mà anh em ủng hộ thì mình sẽ làm một cái video về Neko One Shot cho anh em xem. Sẽ cố gắng hết sức để mình làm, nếu mà anh em thích thôi. Biến thành Yasuo chạy, anh em có thấy là nội tại ở trên ấy rồi nó cũng giống, anh em có trừng phạt có kiểu các kiểu luôn nè. Biến thành con nào là nó có cái hiệu ứng chỉ số boost giống như con đó luôn. Đó, Yasuo có cái này đúng không? Đó, Lee Sin có cái trừng phạt. Kinh bãi đái. Mình thấy không? Hiện trừng phạt luôn rồi. Giờ nó chỉ thấy mình là với một gần đầy cây thôi anh em, chứ không phải là đầy cây như giờ mà thấy đầy cây nè. Muốn chơi kìa anh em.
cái combo có máu khi đường đơn giản của anh em hãy cố gắng anh em e chúng nó xuyên qua lính cũng được anh em, tại vì chiêu e này là xuyên qua mọi vật thể mà nó đụng vào, và cái thằng mà đứng cuối cùng là nó chói phải nói là lâu vãi cả đái luôn anh em. Nên anh em mà hãy e vào quá xong rồi quy nó là nó chết rồi, nó muốn chơi kìa. Ê mày bị điên à, bị điên à, quay xinh nha. Mà như xua bạn máu dùng lên não rồi, anh em có thấy là biến chuột là 0.90 tốc đánh đấy không đó, bắn là nhanh hơn rất là nhiều so với Neko anh em à. Anh em Neko là 0.86 thôi, chuột là 0.90. đây là chỉ áp dụng được cho bê trụ thôi nha anh em ơi, chứ đánh người á thì nó sẽ tự động biến thành lại thành con Neko. Đây là những cái mẹo rất là nhỏ thôi, giúp anh em thôi. Đó anh em thấy là đòn đánh thứ ba của nó rất là thốn luôn. Trời ơi anh em thấy combo không, e quy một phát mà cái xu hơn nửa cây kìa. Tại vì cái e nếu mà nó chói ở cái mức cao nhất luôn anh em, là cái quy nó đủ nổ thời gian là 3 lần luôn. Mình xem thử rồi. Ôi thằng chủ ở đâu ra vậy, muốn chơi mày? Hello, còn mình giết cái này không, còn mình giết cái nào, cho easy gà xuồng nè, xinh nha, double kill luôn, ngọt nước. Oh yeah baby. À, nếu mà có đứa đang rượt mình mà với lượng máu hiện tại như này thì anh em có thể biến thành thằng Lee Sin, thằng Yesu cũng được, để kiểu như là cho đầy máu lại anh em. Nó nhìn mình là đầy máu nhưng mà thực ra mình có một tí máu thôi, anh có thể làm điều ngược lại luôn. Đấy đó anh em, giờ mình chỉ còn một tí máu thôi nè, đó sẽ biến thành chuột là đầy máu nè. Lướt thôi mày biến à, quay này nó bị ngáo quá anh em. Nhưng mà công nhận này mạnh thiệt, nếu mà đi đường bình thường là kiểu như là nghĩ là nó thắng hết tất cả các kèo được anh em, một là hờ, hai là thắng rồi, vì con này nó đẩy đường rất là nhanh. Nếu mà anh em đã đủ đồ là anh em chỉ cần quăng quy một cái vào ba lính đánh xe thôi là nó tự chết, nó tự nổ ra, tự lan, tự chết luôn anh em. Nó đã xuống nè, xuống nè, đánh nè. Đó, tàu quýt là một lần nữa, tàu quýt hiện hình ra, mặc dù tàu quýt thiệt đã làm bạn đếm số rồi, nhưng mà còn tàu quýt dễ em ơi. Hello boy. Wow, sốc đam kinh nè. Đây là mình mang cái bản bình thường nha anh em, mang cái bản gì thiên thạch bí ẩn nữa đó. Nhưng mà mang cái bản đầu tiên mày thu thập hắc ám là one shot nãy giờ luôn đó, thằng cái chủ đầu luôn rồi. Ok anh em, quá tay mình đánh gắt gì ta, mình 8-0 luôn rồi anh em. Mặc dù mới trận đánh thứ hai thôi nhưng mà có vẻ như là mình đã quen nhiều với con này rồi, tại vì con này lúc mà chưa ra thì mình nghĩ nó khá là khó chơi, nhưng mà ra rồi thì mình chơi thấy nó khá là dễ. Nếu mà anh em quen đánh mấy con ép á là anh em sẽ con này đánh dễ vãi cái đái luôn anh em. Mình nghĩ nó còn dễ hơn con Syndra hay là con Liberlang nữa, con này combo mắc dễ luôn. Tại chiêu E nó lỗi đem, chiêu là lỗi nhất mình cảm thấy đó là chính là chiêu E thôi, cực kỳ lỗi luôn. Tại vì nó chói đầu đen mày xuyên qua hết tất cả mục tiêu luôn, và mục tiêu nào xuyên qua đều bị trúng cả. Và càng cái mục tiêu càng xa, chói càng xa anh em, là nó bị chói càng lâu nên rất là lỗi luôn á. Mé thề. Xuống nè. Nghĩ là nó thèm lắm anh em, tại vì mình còn tí máu à. Đâu rồi? Ôi hello. Ôi tóc biến rồi, no. Ok. Mạnh chưa anh em? Đó chính là cái đòn đánh thứ ba của con Neko đó, gây thân sát thương phép. Đấy, mắc mạnh luôn. Nếu mà anh em lên xong kiếm tiêu nữa là one shot là cực dễ luôn á. Mạnh vãi đái luôn, con này lỗi lắm anh em, mình nghĩ là nó cũng nép lại à, mấy con này nó lội vãi đái luôn á, thề mạnh rồi lờ. À. Ủa chưa quy không chết rồi kìa, holy shit, và anh em ơi ba cái máy tiền rồi.
Mặc dù chưa con này nhưng mà chúng ta vẫn có thể chơi đón được anh em. Chúng ta vẫn có thể chơi Lee Sin, Kamae rồi Tà Quýt được các kiểu ha. Mình sẽ biến con Kamae này nè. Đó, nó thấy mình. Ôi, nó thấy mình nó không bắn luôn. Ôi, vô. Đầu đen. Chuối Yasuo. Ô hô, hút chuối thôi baby. Lướt cái gì em ơi. Bay vô luôn Lee Sin. Xin nhắc hả ta. Nó đâu. Đó, tôi biết ngay mà. Anh em thấy không, nếu mà mình là Neko là nó chạy luôn rồi chứ nó không dám quay lại nó đánh mình đâu. Trời ơi, mắc mạnh luôn á, thờ luôn anh em. Con này mà một khi mà để nó chung combo chúng á, mà chúng có chói anh em là không có chạy được. Trừ khi anh em có thắc khăn nghĩa thuật thôi, chứ thật sự mà nếu mà để chúng nó chói á, mà nó bay và nó combo với cái R anh em, là không nó chạy được luôn á. Mắc mạnh luôn. 10 sát rồi, 10-0. Hãy quên lên cái sách chư hùng này dai nha. Hay là mình đổi tên thành đậu đen mày. One Champ Neko không ta. Mấy con này khá, đánh khá là hợp với mình anh em. Cần kiểu như là 200 AQ á. Xuống này, tôi xuống nè. Úi ôi, chuối thơm, chuối thơm. Tôi biến thành Yasuo để chạy xuống anh em. Xin nào, xin nào. Ok, một sát. Hay quá. Ồ, thằng đánh ghê đó nhỉ. Nãy giờ mình thề luôn, mình lên sách là full sách từ đầu game rồi đó anh em. Mắc mạnh luôn. Cái Kiwi của này anh em là nó nổ lần thứ nhất là màu xanh dương, lần thứ hai là màu tím, lần thứ ba là màu đỏ anh em. Chu E cũng vậy, Chu E thì màu nó cũng giống như Chu Quy anh em. Đó, Chu Quy, Chu E là đầu tiên là màu xanh lá cây. Đẹp vãi đái luôn anh em, thề luôn. Không cần skin mà vẫn đẹp. Vừa đẹp vừa mạnh nữa. Bé thiệt. Hôm nay thì mình nghĩ anh em nên lên giảm đi nhân hồi chiêu mát vô anh em để cuộc xảy skill cho nó nhanh. Mình thì chưa mới có 20% thôi. Ôi hello. Ôi nó chạy ra khỏi cái vòng mình luôn rồi anh em. Mẹ. Tại lúc đó nó kiểu quăng huy đó anh em. Ôi. Xém nó chết nó luôn á. Quấy, what the fuck boy. Điên à. Coi này anh em, một combo nè. Tôi biến thành Tà Quýt nè, còn tí máu thôi anh em ơi. Thế nó còn tì này mà chết mình rồi. No. Rồi sao? Mình mà lên được cái gọi là bổ phù thủy anh em là đừng hỏi tem nó vì sao mà trúng cái E một cái quy của mình là chết nha anh em. Mình nghĩ con này nó rất là hợp với các bạn thu thập hắc ám luôn. Rảnh thì mình sẽ làm thử luôn nha. Tại vì thu thập hắc ám á nó sẽ dưới 50% máu là nó sẽ gây sát thương, mà cái chi quy con này quăng vô anh em là nó nổ được 3 lần lần nên quan sát rất là dễ. Ủa? Bên này nó chạy về rồi. No. Khi mà quan sát thì có lẽ anh em khi anh em nên lên nó chính là cái song kiếm tay ương cực mạnh luôn. Đánh nó Tà Quýt tới, tôi xuống nè, hai con Tà Quýt bọc đầu nè. Ê, không biết bạn sẽ cảm tưởng như thế nào khi mà thấy ba con Tà Quýt đầu đen mày nó chạy vô giết. Ok. Đi kiếm người giết khó đó nha. Tém đầu rồi ta. Xuống đây đánh cho mình nè. Không biết tém chạy đâu hết rồi. Sợ mình quá sao nè, mạnh quá mà nè. Nó kìa, chơi ông bạn. Ôi hello. Muốn gì? Mày muốn gì? Ủa anh em thấy không anh em? Trời ơi. Fuck. Nãy anh em thấy không anh em, mình chỉ cần một cái R thôi mà Tà Quýt nó gần chết rồi anh em. Nếu mà mình mang bản thu thập hắc ám á là chắc mình chỉ cần một R thôi là Tà Quýt nó chết luôn á anh em ơi. Thề luôn á. Mạnh VL. Ok, giờ để cái mũ phù thủy anh em ơi. Món tiếp theo mình sẽ hướng tới đó chính là cái đồng hồ cát. Có mũ phù thủy rồi thì quẩy banh sát anh em ơi. Giờ mạnh lắm rồi.
mạnh lắm 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 luôn á. Thằng Bafa này chắc mình cũng cho một combo cũng gần chết quá. Ấy nó kìa. Uầy, đồng thế. Xin nha. Họ cũng thốn nó vô nè em. Chiêu E mới chiêu Quy mới nổ hai lần rồi mà nó nửa cây rồi. Anh em đừng quên là chiêu Quy nổ lần càng nhiều là nó càng thốn anh em. Ôi mẹ rồi. Thằng nào chết đó. Uầy, nó né rồi kìa. Ok, thank you. Trời ơi, nó mà không hồi máu là chết rồi đó anh em, nó không hồi máu thôi. Nó mà không hồi máu là chết chắc luôn rồi đó. Vừa lời chưa. EW thôi đó, vãi. Wow. EW thôi mà nó gần chết luôn. Nó mà không hồi máu là chết chắc rồi. Tính giãn lên xin vô giết nó anh em mà nó tỉnh quá. Hình niên quăng cái mình hiện hình luôn. Con này thì mình nghĩ là một dạng pháp sư đẩy đường rất là nhanh anh em. Thật luôn á. Skill nó là nếu mà anh em lên mắc 40% là chiêu Quy của nó mình nghĩ là hồi có 2 giây mấy hoặc là 3 giây thôi anh em. Là quăng Quy một cái là thốn tơ rốn luôn. Còn với chú E nữa anh em, một combo của nó là một đứa chết hoặc là chắc chắn bắt buộc phải biến về thôi. Coi nè, nhìn nè. Ơi nó xuống kìa, hello hello. Wow. Oh my god. Vãi đấy. Ê thầy. Điên à. Mày điên à. Ôi trời ơi, đông thế. Quay cướp blue anh em ơi. À, nãy giờ toàn mấy cà phê chết và đầu đen team nó toàn bắt mình hai ba đứa không à. Thiệt là team nó là solo một một không ngán luôn anh em. Tại vì một combo là chắc chắn là một đứa chết luôn á. Nãy giờ mình một combo chưa xà rờ thôi mà team nó đã ngủ xỉu lên là xỉu xuống rồi. Hôm nay là có cái chiêu mà phải nói là quyết định combat anh em. Là cái chiêu rờ đó đó. Chiêu rờ đó mà stun được nhiều đứa, gây sát thương được nhiều thằng là thắng combat luôn. Rồi này em nhìn nha. Chuẩn bị nha. Đỡ ra nè. Đỡ ra nè. Còn one shot nè. Wow. Vãi. Ý. Cái đó là nó cách trưởng theo một cái chiêu Quy của thằng Kama em. Nhưng mà vậy là đủ để chứng minh cho em thấy con này nó mạnh cỡ nào rồi. Nên một combo mà chết một đứa luôn. Liên tập biến cái nhẹ luôn rồi bạn. Căng thế. Muốn chơi không? Ông bác pha mà còn nửa cây như thế này. Tăng cơ một combo nửa cây à, biến về ngáo hả mày. Biến về ngáo hả mày. Điên rồi. Trời ơi. Không nó tin được. Bam. Phải nói là vái kẹt đái luôn. Ôi đầu hàng luôn. Ồ thấy chưa anh em. Ok và GG là tạm biệt đây. Gặp lại anh em và mình xong. Bye.